Bán lại hai quả đấy đi. 6 lít. 6 lít hai quả đấy á? Vâng. Sang tay luôn. Sang tay luôn. Trời ơi, anh em lấy 5 lít rồi. Không làm gì anh. Hả? Không làm gì. Đây. Đang làm gì đám rồi. Không có chuyên môn. Đấy là ủ mưu vậy. Có anh nhìn thấy chú ở Hồ Đình Lừ đang giao dịch à? Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Giao dịch. Mấy quả 25, 57 là 5, 16 rồi. Giao dịch. Cái này hết lốp bán rồi, giao dịch vừa đi. Hết lốp à? Hết lốp bán. Từng cuối năm nó phải nhiều chứ. Lấy đâu